nghe bốc. Chú đi qua mấy anh kia. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Thì bữa nay có có mấy anh em với chú Chính ở Long Vĩnh xuống giao lưu chơi mấy cháu. Thì giờ này là quá trễ luôn, 11 giờ trưa. Đúng 11 giờ trưa luôn. Đi lao ngoài đồng săn bắt luôn. Chú Bảy, chú Mười đang đào. Khu vực này là của ấp Thần Kỵ, xã Bình Tân, còn đây Tiền Giang. Chào anh em cái mấy chú cháu anh em ơi. Chào lên, chào chú Chung Chiêu phải dính à. Dạ, đi kiếm rắn, chủ yếu đầu tiên đi kiếm rắn của chú anh chị. Nếu không có rắn thì mình săn mồi khác. Nói chung làm gì làm mấy chú cháu mấy anh em dân chả ngoài đồng luôn, ẩm thực rồi là ngoài đồng hết. Sợ rắn hả? Trời ơi, sợ rắn mà đi theo bắt rắn chết luôn. Hàng này có dấu mới lắm cô chú anh chị. Cái con dành đi. Chưa đi học về cái lượm mới tới này. Nhà ngầm lúc. Cái ông cố đâu đi theo tối nhà bỏ nghe chắc chảy giận luôn. Không thấy dấu còn mới ghê chứ bạn, nó đi ra thấy không. Bây nhiều anh em nói này nói nọ, nói mấy cháu mình làm này làm nọ, thì cứ xuống đây đi theo một chuyến thực tế là hãy suy đoán, chứ đừng có suy đoán rồi bình luận lên, lận lên nói này nói kia, nói mây nói gió rồi, thì cứ xuống đây trực tiếp đi chung mấy cháu, mấy anh em đi theo rần rần nè. Cái chuyện có hay không thì nó hên xui. Quay ảo kiến này à? Quay thực tí cho tận coi rồi lê ló ánh sáng lại chú vậy. Ừ, nghe đó phụng đó. Còn đi vòng qua nữa không? Còn... có bờ về trước quốc là không có con rắn luôn. Ngon quá, ngon mà nằm trong cái bụi tre này. Căng dữ à. Mấy con vợ đổ quái nằm gì em nè. Cái hang trong kia chú Mười có bích lại chưa? Không. Không hả? Mấy trời hả? Còn đi hang, còn đi không? Còn đi thì nó nằm trong đó đó. Đi rất sát nó luôn. Ừ vậy? Cái đi thì chẹp nó luôn. Đó. 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 Cái lá nó chẹp nó luôn. Còn đi ba cái lá này kia sạc sạc xuống hết không? Rồi nó không dạ nó đi tới lui chứ nó không có nằm chảo như nó. Ê ơi ơi phan phan hả đào chú Bảy ơi. Để con lên tên con kiếm ngách góc hả chú Bảy ơi. Nó còn sẹp 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 phải không? Đâu ra con gì đâu. Giang hành. Giang hành không chú Bảy? Hồi nãy giờ anh lớn anh mang cái ba lô đi kiếm chuột. Là anh mang cái máy quay mình đi luôn à. Hồi nãy đó rồi. Cái này là một ổ nè, hồi nãy trước 21 trứng, ổ trước 21 trứng, ổ này 20 trứng. Hai ổ trứng 41 con. 41 trứng. Là ráo rồi. Hai ổ hai hang luôn. Ở đâu? Đó, bà đó luôn. Bà đó không đó? Có không? Mày nó hoài vậy? Rồi, ở kia rồi. Ở kia rồi, mày lấy cái máy đi mà. Không, tự nhiên kêu mang dùm cái tép, cái ảnh đứng anh tèn tèn đi đâu mất tiêu à.
lấy cái máy đi, con máy đâu vậy? Ơi, lại anh lớn luôn. Có hàng cũ. Không đi dây rồi, có hàng cũ. Hàng cũ giòn mới ngon á cha. Không có mà mấy bữa chắc cũ này nè. Anh lại đây nè, anh ngồi lớn để nó phúng, nó kinh một cái là xong liền. Để chứ chạy ngang bọn anh không né nè, cho nhảy à. Nhảy thiệt, ghé cho nhảy thiệt luôn ơi cô. Nghĩ tôi ngồi đây chắc tôi chụp luôn quá. Bỏ cái máy chụp luôn nha. Trời ơi, nhắm con chặt bỏ tới hôm nữa chụp. Nó giống như thế này. Vô luôn à, vô bắt luôn à. Siêu. Con phải có chuột bự. Nãy chuột nãy bự chứ nhỏ. Nãy chuột nhỏ. Chuột nhỏ cho nó chạy ra đi. Con ấy hồi nãy con chuột lúa là con chuột đó chuột tầm á. Con. Một bầy luôn cơ. Ăn luôn á. Này hả? Bắt luôn không? Bắt luôn, bắt luôn. Bắt hết luôn. Bắt luôn. Bắt luôn. Lấy cái túi bỏ vô lưng. Lưng. Dạ. Nghe tôi bỏ vô nó ở chiến lửa. Cháu tôi the đâu? Bắt luôn ở chút xíu không có mồi là sao? Đứng lẹ chứ. Nè đấy nè. Có hàng đụng có đụng đầu. Có. Đang hàng bản còn. Đâu đây hết rồi hả? Hồi nãy thấy con chuột lú cái đầu mũi luôn rồi. Đụng cái đây nè, đụng cái đây nè. Mấy này ổng á, mấy con chuột cho ra riêng á. Đây. Cắn cà ngồi trong đó. Cái đuôi bự. Em thấy đuôi bự rồi, đã thấy tơ tơ, nãy lú là hết cái đầu rồi. Chúng mình chỉ nó kiến nó nhát nhát nó không dám ngồi chạy. Ngồi chừng nào bắt vô con kiến cắn nó đã luôn à. Chịt rồi đó. Đỡ nó ra đâu chụp. Đâu chụp. Ê coi chừng nó tổ bên đó nha. Nó tổ đó luôn á. Chụp chơi. Mình thấy mình đi còn lâu dài mà để cho sống đi đừng cho nó chết. Đó nó bự cỡ. Nó bự giò đó. Lộn, bẻ răng nó cái nha. Ôi đất, ôi con chuột. Bẻ nanh nó cái đi. Bẻ nanh đi là bỏ vô túi đi tiếp. Lấy con tay. Ta con nói rồi. Đừng phá. Trời ơi, giống bóng lưỡng luôn nè. Giống thằng bổ này đó. Trời ơi, không nhường tay gần giống bổ. Anh ra ngoài rộng anh nói gì cũng bổ, anh đang trộm một cái anh tôi quýnh chết. Rồi cái gì tăng nổi vậy? Cứt hay vậy? À, tức mẻ vậy. Đất ơi, cái bùng binh. Trời, bùng binh con ghê mà. Con rọi vô thử cái ai. À, thấy gì không? Được cái vỏ sau hai mấy trứng, còn cái trước trước có quay được đâu. Ngon nè. Nè, giấu nè. Giấu có ly lắm nè. Bóng giận nè chứ không phải. Đưa nắng à, chiếu thấy à. Y như mà cái dấu bóng đầu tiên hồi nãy mà mình đào đó. Hả? Có không? Rồi, vậy có lý rồi. Bây giờ đào bắt con hổ dọn cái hang này ra cái mình bắt mớ chuột cái mình vừa luôn á chính. Đâu đâu. Cái bùng binh khủng bố. Ôi giời. Ừ. Chút xíu động á. Không biết con gì. Đâu rồi? Con tên á. Cái gì? Con rắn độc ông ơi. Con không sáp nè.
Đây nè. Cô không sao. Nè lại đây cô nè, vô cái màn hình nè. Mình đứng lên bít ai coi được. Sắp sắp sắp. Sắp kìa. Bình hết. Nó bít anh nhung. Thấy cái đầu kìa, cái đầu. Thấy cái đầu anh nè. Nè, để cho anh coi bằng nó. Lúc Vô trong điện thoại á. Nó thấy rồi, hỏi lê lưỡi. Ui, nó mua vật. Bỏ tay bắt đi. Trời ơi. Ê con sắp chị đã ghê luôn. Bảo quay nhìn vậy mới hấp dẫn đi mà đứng xa không dám sắp sắp vô. Đâu tăng. Đó lại coi chút xíu đi. Đó, trong điện thoại á. Thấy không? Cái đầu nó lê lưỡi đó. Ừ, thấy rồi. Đồ nhé 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 mồi kìa. Mày hả? Nó nằm cái bùng binh nóng lạnh bùng binh luôn. Bữa vô khúc ngon chứ. Vậy sao nướng ta? Nó đang hộp sáp xuống nước. Trời ơi. Bò đó không? Ừ. Rồi. Thấy ra đi bắt ra cây coi bự nhỏ. Sáp này cũng trồng lắm á. Con này nó chứ trồng á. Con vậy đó. Ừ. Trời đất ơi cái bùng binh nó nằm. À con bình hết thân. Bùng binh bự ghê luôn hả? Nó còn nếm nó không? Nó quay trong. Nó nằm trong đó hả chú bạn ơi? Bùng binh. Nó bùng binh rồi. Ừ. Bùng binh hết điện luôn mà. Rồi sao ra lần tôi bắt nó coi. Từ từ. Lại ảnh qua đây hả? Ừ. Hồ mới vô con khúc à. Nãy hang hả? Đây. Đây hả? Nó vô ngay cái này sập cung bình. Rồi lượm đi. Hồi nãy giờ trời nãy giờ quên bấm quay. Để chơi chứ dễ vậy không? Cái khúc dây mà quên nó quay chết luôn. Đó nè, anh em đi theo nè, đó. Là anh em đó làm sao? Đó. Con nào cặp luôn rồi. Có chứ. Nằm hai khúc đâu á. Cái này đúng là hai cái đầu được quá. Mắt còn đúng con rồi. Con ở trên này, một mình thấy hết đó. Dựng ra. Anh đem lau rồi tống cho anh em dẫn chút xíu đi anh bắt lại. Vậy con chuyện con rút mấy la nữa con nằm một đống rồi mà này nè hai con đó nó láng cờ lá nó nằm trên đó mà còn cái cây móc rồi lúc nãy nghe trong cái bình luôn ha à lên luôn rồi bây giờ nãy cái bụi tre đặng lúc láng rồi nó nằm nó xẹp đó rồi nãy đặng bụi tre nào nó đá nó lanh luôn rồi nó cái bụi đặng đó cùng bình hết nói cùng bình luôn bình nóng lạnh cái cùng bình thay nóng lạnh đi nè móc nè đi chú mày nè nè ôi ngồi nổi hết chú cũng nắng luôn chạy ơi chạy ơi chạy chạy đợi lên nhưng mà đợi là ê rồi con này phan con này sách kỳ rồi đó con này không hoài ký nữa rồi á con này hoài ký á bình chà bá giữ nó không lạnh đem ra lại gần gần đây nè hay lại nắm đuôi cho nè con này sách kỳ chính ơi không con vụ luôn đấy chặt luôn thấy vậy tới ghê đó ta né chú là con chú là con nè có gì đâu nè em nói bình thường nè cũng nè đó rồi anh em nè quá trời luôn trời ơi để cho anh em quay chút xíu đi để cho anh em quay chút xíu đi lại bắt lại lúc trước giờ coi không à mấy bữa nay mới ê bắt đầu mày coi luôn. Coi bả
thấy rồi. Bắn được quá trời ta ơi. Khỏi đá. Mấy bà đi thấy không? Mấy bà làm đi coi chừng đó. Bắn làm cân đó, bà làm cân đi đi. Rắn rắn cục cục cũng nhiều lắm á. Ghê không? Chụp hình chưa? Xét xét lại vô đây nè, đã trận nữa rồi. Chưa, mai mốt mới có lần. Ừ, chứ đâu có liền. Rồi nó cá không? Lại cho đoạn cá bắt lại. Hồi nay chưa bắt đi chú ơi, cho ảnh cầm chút cầm đi. Cái này là quay tập mấy tập 4. Tập này. Hình như rồi đã đó. Chú Bảy đã chinh phục. Chú Bảy đâu? Chú 10 đào còn chú Bảy bắt. Trời ơi. Ủa con rắn này còn 1.3, 1.4 mà trời. Rắn bự quá bự. Ôi, à, cứng lắm á. Ngắt à. Đã nè, nè nè, cầm đi nó bắt lạnh à. Nó bập lút luôn đấy. Ôi. Cầm lại đi không sao á. Thấy có túi bự lên lưng, trong đó có túi bự được không? Anh em lại cầm cái đi, lặng mình bỏ vô túi nè. Có lại đây, lại đây, lại đây. Quay luôn luôn nè. Lại vút vút nó đi để em bỏ vô túi à. Đó đang đào đó. Rồi vô. Chú chín phải đỉnh. Lấy cái cân liền luôn chứ chút xíu gì nữa. Nó đã vô túi càng khô. Con từ sáng rồi con đó đó. Tưởng nó sẽ vô nồi càng sôi. Luôn. Khỏe gà rồi. Phải con to mới khỏe liền ha. Khỏe gà lại. Trời ơi, nói chung hay không bằng hên đâu. Con này 1 ký 2 à. Đây là từ hết 130 gram. Ký 2. Tại từ hết 130 gram còn 1 ký 2. Mười chim chỉ đi theo ủng hộ cầm đuôi thôi. Mười chim à. Anh mười chim. Rồi để qua chút xíu đây. Rồi rồi, tiếp tục. Chính là mấy anh này cái mười chim. Chú mười còn đang đào đặn nữa cô chú anh chị. Chứ đâu con cặp luôn á. Hả? Bình dày mặn con mồng. Ui đất, cưới cái bù binh nó nằm cả ông nội ơi. Bằng cái thau luôn á. Nằm gì mà lơm như không còn cái gì á, dịch lép một cái thau. Cái này con nghĩ hang tròn làm chứ không nhận chuột cũng nhâm mà làm kiểu này. Đó, lý tưởng hay ha, hay ha, cái hang là hang rắn rồi ha. Dạ tại nó đi nó có dấu. Dạ ha. Dạ đi có dấu. Hay. Rồi, lắp lại. Mấy chân rồi mới túi. Nè, bây giờ nhìn con chuột đốn thử coi nó mấy tầm ram. Khỏi nói. Hả? Nè, chứ cân rồi giờ nói gì? Bao nhiêu? Nửa ký. Nửa ký mà sao sao là không tới thì bỏ nè, bỏ. Rồi 6 đạn tới nửa ký đúng không? Rồi, nửa ký à. Bắn bập luôn á. Nửa ký. Quá xuất sắc. 5 đạn 55. Quá xuất sắc. Cái tay cầm thịt heo. Tay cầm thịt heo. Cái này nó chi nửa ký. Rồi đi tiếp. Đi. Đào bán chùa đây nè, bán chùa đây. Giờ đi đào chùa hả? Ừ. Đào bán chùa đi tới hả? Đi. Mấy tiếng hồi rồi mới phải. Giờ mấy cháu anh nào kiếm mớ chuột nha cô chú anh chị. Cái bạn mớ chuột cũng gặp đây ra với mấy anh chơi. Chuyển ra đó. Ừ, đúng rồi. Tung ra cho chụp chơi. Tung ra cho chụp chơi chú Bảy. Có gì đâu. Cho tung ra cho chụp luôn chú Bảy ơi. Ê, dạ. Ngồi đạp. Cô chừng mới bỏ đó. Ngồi ra nè. Sao chạy khỏi đâu mà đâu canh lại chứ. À, nhưng từ sao quay chụp nè. Con chuột cào bá luôn mới thấy thức thị đó. Quá xuất sắc anh em ơi.
lấy lơm, lấy lơm, lấy lơm, dặn xuống lơm. Thôi bỏ giật. Chết luôn rồi. Tại mình sợ chứ nó đâu quay lên được. Nó ngáo luôn rồi cậu. Cái tay chụp. Cái rơm, chụp tay trước đi. Trời ơi. Mình dễ bị lắm. Bỏ xuống. Nắm nguyên một nồi rơm ụp đẩy xuống. Không, bỏ xuống đất. Nắm một nồi rơm ụp đẩy xuống. Đây nè mày ơi, hoạt tiền quá. Kỳ vậy. Bỏ xuống đây, bỏ xuống. Rồi, bắt nó. Để nhăn chút xíu nó trắng bảy nhảy cái túi luôn á. Ừ, sớm giờ. Đào được con rắn xong xuôi rồi. Đi đào chuột của chú anh chị. Làm chắc cũng mười mấy con chuột ạ. Bây giờ mấy anh em với mấy chú cháu mình đi xuống cái khu chòi mà ở dưới đây nè. Rồi làm ẩm thực. Quay lại cho cô chú chị xem. Bữa nay cái chòi mé trên bị người ta chiếm là cô chú anh chị ơi. Mấy cháu mình mấy anh em ngồi ngoài giữa đồng luôn, giữa ruộng luôn. Giữa cái bà điên ra luôn. Con còn nữa rồi. Ủa mình được mấy con chuột? Nhiều à. Nhiều lắm. Con mấy con đó. Nhiều ha. Hồi con chuột nào nó cắn con ta? Đó, đó. Nó cắn bằng bột luôn. Đó, đúng là quầy rừng quầy rú thiệt. Chú anh chị thấy ướp bia trong cái thùng xe luôn mới chịu nè. Ghê không? Đây lắm rồi. Thằng Phạm ơi. Nè, xe này nổi tiếng luôn á. Đó. Trong thành quả từ hồi sáng tới giờ thì được nhiêu đó, giờ mấy anh em mình cũng nướng chín thái táo rồi nha cô chú anh chị. Giờ mình mời tất cả cô chú anh chị nhập tiệc mấy chú cháu với mấy anh em luôn. Vô ngồi đi chín. Trời ơi, giờ chờ đợi gì nữa. Có sự hiện diện của bạc với anh Xà mới xuống. Ui có lý nha. Wow. Ê, cái chỗ này có lý à. Rồi em đi qua bển anh thấy mấy tắc vậy đó, chanh ta có đóng anh thấy mấy tắc vậy đó. Ai mượn, à, mượn không biết nữa. Thiếu đó. Làm nói thầy nói vậy. Không bạn cấp bạn sao? Rồi nè. Rồi nâng ly anh đi. Quá wow, có thằng em nó khui cái kiểu này có lý nè cô chú anh chị. Không có khui kiểu này dễ chết miệng. Ủa mày không? Đập cái cho 10 điểm. Cái hết đất đá anh bỏ luôn luôn. Rồi vô nè. Rồi vô. Nhà mình luôn. Rồi vô. Vô. Rồi dẫn ra rồi. Vô đi. Ba ngày nay chưa nhậu luôn. Uống cái nó đã. Mét luôn hả? Uống cái nó đã tự tin cuốn họng mà xuống tới cái bao tử luôn. Tao chiều nay về nói chuyện hết được luôn. Đây. Đó, mời tất cả cô chú anh chị cái chuột đồ chuột nha. Anh ăn vậy bậy rồi, anh phải cặp cái da trước. Chính vô ngồi vô làm gì vậy? Dạ. Đá rồi sao kìa? Sao anh? Sao còn đáng? Đáng vô. Quay được không? Trời ơi, con nãy con đi chợ mà. Quá ngon. Đây nè anh em. Thấy con rắn, em thấy con rắn hổ cái là em muốn sốt tới liền. Trời ơi, chảy là chảy đường mà cờ thấy thèm luôn. Ôi ôi, bụi một cái văng lên. Mập không không trên kính ngắt ngang cái cục cơm để trên kính rắn cho ngon luôn. Hết bia ta bạn. Đây là anh em. Về chút xíu chết. Ủa sao mình bia mới có là bán bia cũ vậy ta? Về chút xíu chết nó chạy được.
trúng thưởng là bị cũ. Đâu? Sao nó mới làm mà mới làm tôi mới rồi. Đủ chưa? Đủ biết hết chưa? Có vòng đỏ. Dạ. Bị trúng thưởng. Bị trúng thưởng á? Cái khui vậy. Bị cũ. Con cân xong để nó bên kia lót bao nhiêu? Nè con khui vậy nè. Giờ con nặng bị trúng thưởng là lên thêm 10 ngàn cũng đâu. Ai chưa uống nói. Mà bây giờ nó không trúng thưởng. Anh tôi mua thùng mà tôi uống nửa thùng mà chưa trúng, còn nửa thùng để dành nè. Trong một thùng nó trúng 20-30. Một năm 70. Có thì thùng không có quá. Thưởng nó tại đâu. Để kéo qua cái anh không dám nói bậy. Đang quay anh không nói luôn, anh không dám nói bậy đâu. Ruột thì Ba là lắc chơi là còn giống. Ba là lắc chơi chấm